Phẩm thứ 10: Nhân duyên và sự so sánh công đức bố thí. So sánh là cân nhắc, đo lường, so bì với nhau để biết được sự khác biệt. Bố thí nghĩa là đem cho cùng khắp và bao gồm có ba loại là tài thí, pháp thí và vô quý thí. 1. Tài thí, bố thí tài sản. Tài thí là gì? Tài là tài sản, tiền của và được phân làm hai loại là nội tài và ngoại tài. Nội tài, tài sản bên trong là thân tâm, tánh mạng. Còn ngoại tài, tài sản bên ngoài tức là vàng, bạc, châu báu. Ngoại thí tức là bố thí các tài sản ở ngoài thân. Tài sản lớn lao như là lãnh thổ, quốc gia cũng có thể đem ra bố thí. Thậm chí chính mình có thể không làm vua nữa mà mời người khác lên làm vua thay mình, đó là ngoại thí. Như Đức Phật Thích Ca đã từng làm chẳng hạn, Ngài đã khước từ ngôi vị quốc vương nhường ngai vàng cho người khác. Đó chính là bố thí toàn bộ tài sản của quốc gia. Ngoài ra, chồng vợ con cái cũng thuộc về ngoại tài và cũng có thể đem bố thí cho người khác. Trong những thứ mà con người cảm thấy khó thể buông bỏ được nhất, trước hết phải kể đến tiền bạc. Bố thí tiền bạc cho kẻ khác thì có thể dứt bỏ được lòng tham lam, keo kiệt của chính mình. Kế đến là sắc, sắc dục. Bố thí sắc không phải là chuyện dễ. Dù vậy, việc khó làm mà vẫn có thể làm được thì mới thật lòng. Cho nên, những người chân thật tu đạo vẫn có thể vì cầu pháp mà bố thí, ngay cả vợ con của chính mình. Tuy nhiên, sự bố thí ấy phải vì cầu pháp mà bố thí, chứ không phải là đem cô vợ này bố thí cho người ta, để sau đó thảnh thơi đi tìm cô vợ khác xinh đẹp hơn. Như vậy là không đúng và không thể xem như một sự bố thí được. Đó chẳng qua là chán cái cũ, muốn đổi lấy cái mới mà thôi. Vì thế, trường hợp đó không gọi là bố thí, mà chỉ có thể gọi là tham lam không chán, là một thứ dục vọng chẳng bao giờ biết đủ. Lần trước, khi giảng đến vấn đề bố thí vợ, thì có một người nọ ngỏ ý muốn bố thí chồng mình cho người khác, nhưng vì chẳng ai chịu nhận, cho nên không thể nào bố thí được. Vậy tài thí thì gồm có sự bố thí những tài sản ở ngoài, ngoại thí, và các tài sản trong thân thể mình, nội thí, như đầu, mắt, tủy, não, da thịt, máu huyết, gân cốt cho kẻ khác. 2. Pháp thí, bố thí pháp. Pháp thí tức là học được Phật pháp rồi thì không hoài kỳ bảo nhi mê kỳ bang. Câu này nghĩa là gì? Giả sử quý vị có trong tay một thứ bảo bối có công năng cứu người, như ngọc như ý chẳng hạn. Có được viên ngọc như ý thì quý vị muốn gì được nấy, muốn có đủ loại vàng bạc châu báu hoặc đồ ăn thức uống, nhất nhất đều được toại nguyện. Với viên ngọc này, nếu đất nước gặp cảnh khốn khổ vì thiên tai thì quý vị có thể dùng ngọc để hóa giải. Thế nhưng, nếu quý vị có ngọc mà không dùng để cứu người, chỉ trơ mắt thờ ơ ngồi nhìn dân chúng trong nước bị lầm than đói khát, chẳng chút quan tâm, chẳng màng cứu giúp, thì đó gọi là hoài kỳ bảo nhi mê kỳ bang. Tức là chỉ biết khư khư ôm chặt báu vật cho mình, mặc cho nước nhà bị mê loạn, lầm than. Đây cũng hàm ý là quý vị có am hiểu về Phật pháp nhưng lại không chịu giảng giải, nói cho người khác nghe, còn ích kỷ bỏng sẻn, cứ nghĩ rằng tôi không giảng pháp cho họ vì e giảng rồi thì họ cũng hiểu rõ Phật pháp và thành ra ngang hàng với tôi. Bây giờ tôi hiểu rõ Phật pháp, còn họ thì không hiểu gì cả, nên tôi cao hơn họ, có kiến thức hơn họ. Nếu có tư tưởng như thế tức là hoài bảo mê bang. Vậy quý vị nên bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hễ vì mọi người mà thuyết pháp, để hết thảy chúng sanh được nghe pháp mà biết tu hành, bỏ bờ mê quay về bến giác, lìa khổ được vui. Quý vị bố thí pháp là giúp cho người khác nghe được Phật pháp rồi hiểu rõ mà không còn làm những việc hồ đồ mê muội nữa,
và nhờ đó họ sẽ được xa lìa khổ não. Giá lại, trong các loại cúng dường pháp là quý nhất. Cho nên, nếu quý vị có thể cúng dường pháp, thì công đức ấy là to lớn nhất, thù thắng nhất. 3. Vô quý thí. Bố thí sự vô quý. Vô quý thí là an ủi, đem lại sự không sợ hãi cho người khác. Khi thấy có những người rủi ro gặp hoạn nạn, hoặc mắc phải tai bay dạ gió, khiến họ phải hoảng hốt lo sợ, mà quý vị ân cần hỏi han, dùng lời dịu dàng trấn an, khiến cho họ không còn sợ hãi nữa, thì đó chính là vô quý thí vậy. Thank you.